chiều lặng lẽ em đi về cuối đường, từng giọt xin chào toàn thể các bác anh em. Video này em Minh lên sóng một con âm ly rất là hiếm tại thị trường Việt Nam. Con này phải nói là rất là hiếm. Sợt Google chỉ có một vài bài anh em cũng có một vài bài anh em đang bán nhưng mà nó là lâu rồi. Mà nay em Minh mới về được con này, hàng xuất Mỹ các bác nha. Một chiếc âm ly JVC có một cái size rất là lớn. Con này size 51,5 cm chiều ngang. Con này đánh khá là gấu, 8 sò than, máy nặng, to, dày. Con này dày cỡ khoảng 17 phân anh em nhá, 16-8 á, gần nếu mà cả chân rơi vào khoảng 17. Đó. Con mã JVC này là dòng receiver. Toàn bộ cái khung hình đèn của nó rất là đẹp, đèn zin của nó luôn. Ngoài ra có chỉnh equalizer, chỉnh sear. Equalizer sear là dòng Victor đó các bác. Victor là JVC các bác nha. Nội địa là Victor, còn khi mà xuất qua thị trường châu Âu, Mỹ thì là JVC. Con này có 5 cần chỉnh. 5 cần chỉnh ở đây kết hợp với equalizer, rất là tiện lợi cho các bác phối ghép cũng như là nghe chất âm. Chiếc âm ly này có cái mã hiệu model là 5436X JVC. Đánh được 2 đôi loa. Tiếng rất là mạnh mẽ và mềm mại, dễ dàng phối ghép với nhiều các dòng loa cổ. Phía trên nóc gỗ này là gỗ lạng. Đây là gỗ lạng các bác nha, không phải gỗ si. Gỗ si thì nó sẽ rẻ tiền hơn, nhưng con này là gỗ lạng. Nó sẽ có hai cái hộp bên hông tản nhiệt này. Đối với cái dòng size lớn như này, rất là hay một điều nữa là con này nó chơi đa cầu điện, đa nguồn điện. Chúng ta có thể sử dụng điện 220 cũng như là điện 100, từ 100 đến 220. Có thể tiện cho các bác chơi, sử dụng. Đây là các cái nút điều chỉnh của nó. Thì em xin giới thiệu sơ lược qua. Đây là cổng và cổng ra loa, speaker. Đánh hai loa chúng ta sẽ điều chỉnh ở đây. Đây là chế độ nghe. Còn tape on là chúng ta sẽ xử lý cổng vào. Con này thì cho phép chúng ta kết nối là 3 cổng vào các bác nhá. Một cổng tape, hai cổng tape. Ở đây có aux 1, aux 2. Radio, chế độ radio. Đó, nghe radio này. Đây là radio. Đó. Cái này nối anten là sẽ ok hơn. Còn bên này là cắt cái mạch âm sắc của nó, cho phép chúng ta cắt giải cao, cắt giải trầm, lao nét. Đây là ba lăng, chỉnh là bát chép ở bên này. Ngoài ra có chỉnh bát chép ở đây, nhưng mà có thể là chúng ta xử lý cả trên này nữa nhá, chỉnh riêng độc lập. Rất là hay. Em mình sẽ quay sơ lược về phía sau cho các bác xem. Máy vỏ gỗ đó, còn rất là mới. Đây là cổng kết nối với loa. Con này được sản xuất tại Nhật Bản. Con này thì đáp ứng đủ tiêu chí cho các bác vừa nghe cũng như là nhìn, với một cái size là 51,5. Con âm ly này thì mặt phay nhôm của nó rất là đẹp các bác nhá. Nó còn hơi ánh vàng. Vàng ở đây là vàng theo kiểu thời gian, chưa được lau chùi tẩy rửa nên nó còn vàng ươm. Nếu mà để chơi thì chúng ta nên để giữ như thế này, nó đúng cái chất cổ nha. Và gần như là về phay nhôm vàng đó. Đây là cái hệ thống ruột của chiếc âm ly này. Hai con tụ Enna này, nguồn này, bo mạch này. Đây là phía trong. Đó. Mạch còn rất là đẹp. Toàn bộ là tụ Enna. Đánh 8 sò than các bác nha. Khi là tản nhiệt là 8 sò than. Giờ mình sẽ test một đoạn nhạc, mời các bác cùng lắng nghe nhé. Và chiếc âm ly JVC 4536X chạy 8 sò than. Với mức size, cái size của nó là 51,5, rất là đẹp mắt, vừa cả âm cũng như là trưng bày. Chiếc âm ly này có mức giá là 4.800.000 đồng. Các bạn nào có nhu cầu sở hữu chiếc âm ly này thì phone cho em theo số điện thoại trên bài đăng 0946101332 hoặc là 070889979.
Địa chỉ của em Minh thì ở 31 Phan Huy Ích, thành phố Hồ Chí Minh. Các bác nào nếu mà ở gần thì có thể là qua trực tiếp bên em nghe cũng như là xem máy các bác nhá. Trời đời hai đứa vì thiếu tổ xưa, dù còn thấy lá tình vẫn chưa đi, thương chia cho lắm giờ. Cho hết một kiếp thương.